chào bạn, hôm nay Diệp Phát đến với cái video review cái đồ án trường cao đẳng mầm non đây của Diệp Phát đây. Ok, chúng ta sẽ vào cái phần mềm Zoom nha. Thì đầu tiên Diệp Phát đã chỉnh cái bảng layer ở bên phía bên phải màn hình này. Đấy, chỉ cần nhấn vào cây có sẽ xuất hiện. Đó, mọi thứ sẽ chỉnh về layer để quản lý về layer sẽ dễ hơn. Ok, đợt này là quay full, đợt mỗi bữa quay bằng điện thoại các bạn sẽ không thấy rõ. Hôm nay Diệp Phát quay bằng màn hình bỏ nét hơn cho các bạn để thấy. Đấy, đây có các bạn đang thấy đây, khóa tiếng Anh bùm, cái bên khóa tiếng Anh sẽ là khóa hội họa, các bạn biết rồi nè. Khóa này nè, khóa to to kính nè, cái này là khóa cơ bản, còn cái cục mà tam giác này nè, cong ngoèo này đây là khóa một, ở tầng trên là quản lý, ở trên hai tầng trên là cái dãy này là phòng lab, còn lại là khoa đặc biệt. Khúc này là cái hội trường nè, mấy bạn thấy đấy, hội trường. Còn bắt cây cầu qua là cái này là bên đây là giảng đường dành cho những sinh viên đến đại học số lượng lớn. Thì có hai cái khối này nhìn thấy không, nét cơ bản đặc trưng thì khô thô thiện chút, hơi cứng, nói chung là thô nữa, nó cứng cáp. Là hai khối về kinh tế và chính trị, thì cứng quá thì chúng ta sẽ cho ở đây là màu nhẹ nhàng ấy, đó là khoa âm nhạc sẽ nằm ở đây bùm bùm. Đó, âm nhạc, âm nhạc là phải thế. Còn đây là khoa thực hành mầm non, các bạn cũng thấy rồi mà. Đây đợt này là zoom gần luôn, bùm bùm. Đó, awesome. Cái khúc này là bên văn phòng nha các bạn. Đó, văn phòng, chỗ người ta làm việc cũng phải đầu tư chút. Nhà vệ sinh màu nâu nè, đấy, hai ngăn luôn. Còn mấy này là phòng họp. Ngăn giữa hai khối thực hành mầm non thì sẽ là con đường nhỏ, bước qua con đường này như để xe ra vào, như là người ta giao hàng đến cái khu trường mầm non ấy, như đem thức ăn đến, đem đồ vô kho này nó đi ngăn cách này, giống như để giảm cái lưu lượng, mà giống như mà để cũng có thể cho các em mà mẫu giáo cũng không thể, giống như cũng hạn chế qua chơi được. Đấy, trường mầm non là thế đấy. Bùm. Bây giờ đến lúc chúng ta bật bóng độ lên thử nha. Này, nhìn nó đơn giản thế thôi. Đấy, còn bóng độ xuống mà các bạn thấy không, những mảng kính màu nó không phải là mộc màu đâu. Đó, đây hội trường, ký túc xá, sân vận động nè, bà giữ xe, pam pam pam, sân bóng gỗ nè, đừng có nhìn cái cục màu vàng này, nhà ăn đấy gì phải chưa làm kịp. Cây cối, đường phố xá. Ok, còn đây sẽ là hình ảnh một số này, bản vẽ này nọ. Ok, Diệp video của Diệp Phát như đây thôi. Ok, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi cái video ngắn gọn này của Diệp Phát. Thank you.